Chào các bạn, hôm nay Phong sẽ làm một clip nhỏ để hướng dẫn cho các bạn cách mình tước sợi chỉ ra nhanh nhất và đơn giản nhất mà không cần phải tháo ra tháo vô sợi chỉ ha. Thông thường một vài kit thì chỉ nó sẽ chỉ chập đôi lại rồi người ta sót vào như thế này ha, nó rất là dài. Hoặc có một vài kit thì nó sẽ gập đôi rồi là gập lại làm tư, nó mới sót chỉ vào như thế này. Thì ở những trường hợp này các bạn gỡ chỉ ra, gỡ ra còn lại đôi nè, các bạn thấy không? Thông thường á, cách mà chúng ta tước chỉ bình thường, chúng ta sẽ mở ra như thế này rồi lấy một sợi lớn ra như thế này ha, rồi các bạn mới từ sợi lớn này nắm một đầu rồi kéo từng sợi nhỏ ra. Với cách này á, thì mỗi lần các bạn làm như vậy xong, các bạn lại gập đôi lại, rồi các bạn lại nhét vào đây, sót lại vào đây, như vậy thì rất là phiền và bất tiện. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản hơn, đó là các bạn chỉ cần bung bung lụa nó ra làm đôi thôi ha, như thế này. Rồi các bạn sao đều sao ngắn thì cũng được, không quan trọng. Các bạn gắn vào đây, gắn vào trong cái bản chỉ như thế này, các bạn cũng móc y như là bình thường vậy đó, chứ không có gì bị hết. Đây, đây như thế này. Vậy cách đơn giản là gì? Các bạn nắm như thế này, làm cái như thế này thôi. Một búi gì cũng được, một cọng cũng được, cọng lớn cũng được. Sau đó các bạn lấy móng tay hoặc ngón tay gì đó, kéo nhẹ một sợi như thế này, vuốt. Như vậy là xong, chúng ta đã lấy được một sợi chỉ một cách đơn giản nhất, gọn gàng nhất, không có phải tháo ra tháo vô và gắn vô gắn ra gì hết, rất là đơn giản luôn các bạn. Nhưng các bạn lưu ý một mẹo nhỏ nhỏ xíu nữa ha, như hồi nãy cũng nhiều người biết mà, sau khi các bạn tuốt chỉ ra xong, các bạn nhớ vuốt cho sợi chỉ nó thẳng lại, cho nó nhả ra hết cái độ xoắn của nó đi, bớt cái độ xoắn đi, thì các bạn theo mũi theo nó sẽ phồng mịn và đẹp hơn. Chúc các bạn thành công.